Hello mọi người, hôm nay xuống nhà Dương Trung Hú, Dương Trung Hiếu để ăn cái đám giỗ của ông ngoại hả? Ông ngoại à, ok rồi à. Đây là nhà của mấy chú của Dương Trung Hiếu dẫn mình đi tham quan. Đây như nào mà mời mình đi coi những cái mà đây. Sao có một cái hồ cá mà cá quá trời đất cá. Ở đây đã có một cái hồ cá mà cá này nuôi mà 7-8 kg mà không ai à, có con gì mày? Chim gì có cẳng câu cao vậy? Chim gì? Ôi nó bị què mày ơi. Con nè, ở đây hả? Ồ, ok. Ở đây mọi người nghe mình nói rõ không? Tại vì cầu cá ngày xưa là cái điện nó mới đi vậy. Hả? Anh thấy cầu cá không? Đây có cái cầu cá kỷ niệm ngày xưa. Kỷ niệm ngày xưa ở đây còn Hiếu cũng còn người ta. Ồ có con gì đó? À, heo rừng. Heo rừng nè. Ồ heo rừng. Ồ đó nhà nó nuôi heo. Heo này giống heo rừng nè. Heo rừng. Ở đây nó có ngỗng luôn nè. Rồi quay qua đây dê nè. Dê đâu? Ồ đây có ba có nuôi dê đó trời. Ok. Ồ đã ha. Ở đây. À, có nghe rõ không mọi người? Tôi không thấy chữ luôn, không biết làm sao. Ok. Ồ ở đây thì nhà nó thì khỏi nói rồi, trái cây quá trời luôn. Ở đây mít rồi gì đây? Cái trái này trái sạch cũng chê. Mà ở dưới này không thấy trái điều không có đây mày ha. Trái điều có mà nó chưa có trái. Ờ, trái điều quá hả? Ok. Ở đây tham quan gì nổi gì tự nhiên. Ờ đi ra đi xăm ăn ở vùng quê thấy yên bình yên tĩnh. Cá ở đây chắc lớn lắm mà, cá ở đây lớn lắm mà sao mà nó quậy dữ ha. 7-8 kg con hả? Ghê vậy. Trời. Nhiều ao lắm, ao cá bị. Ở đây là gì đây? Cái bè phải không? Cái bè Tiền Giang. Cái bè Tiền Giang. Trời ơi dịch nó nuôi kìa. Ồ giết. Giết. Ê, cái vịt kèo quýnh tí canh là hết sảy rồi. Ờ. Cây trái quá trời luôn. Thôi rồi chơi quá rồi, thôi đi leo lên nhưng mà ở đây. Sầu riêng ổi hả? Nhưng mà cây còn non quá, nhỏ quá ha. Mấy năm nữa mới? Hai ba năm nữa mới trái. 2-3 năm nữa mới thu hoạch được. Đi lấy đâu, thu eo hả? Đây cái cây này bên mình nhiều lắm mà nó giết cỏ nè, cây đi. Cây rau má nó ấy đó. Hả? Rau má nó mọc qua mốt ông để diệt hoài cũng không chết á. Này cái cây tắc sao tôi ngã rồi tắc rồi. Đi có coi. Cây tắc hả? Cây tắc trái nè, quá chừng nhỏ cho nhỏ. Nè, ở đây tôi trồng cái ao sen nè. Ở đây có cái ao sen nữa nè. À, chưa ăn được rồi đó. Hả? Mà con lành ra. Ồ, có cái búp sen kìa, có sen, cái mà kêu bằng cái củ sen hay cái gì á? Búp sen. Đó. Trời. Trời, dưới đến gia đình tôi là cứ thấy cái chòi là đúng vậy luôn. Riêng cây mận kia. Đi qua đây có đường qua nè. Thơm nè, bên tây nè. Thơm. Khóm thơm nè. Đã hả, thơm tay. Mình thấy về dưới quê mình thấy con người mình nó có vẻ thanh thản quá hả? Không có ồn ào sơ bồ sơ bộn, không có cái hay gọi là gách đua rồi, không có cái chạy học máu rồi. Đi qua cầu này nha.
Đi qua đi, tao qua được. Đi từ đi, cứ từ từ mà đi. Cứ từ từ mà đi. Ủa, mấy cái cầu này. Được thôi. Được á. Được, được, được. Rồi, sẵn tay bẻ nhỏ luôn nè. Nhỏ đâu, đâu, đâu. Để ăn luôn. Trời ơi, đây nè, ổi nè. Ổi đây hả? Bẻ đi. Bẻ. Chơi luôn. Lột ra luôn. Sao lột được? Đây, tôi lột ra. Thôi được rồi, cầm lên kia án. Đi ăn, cầm đi đi. Cầm đi đi. Đây đi, lên lên cái chòi. Trời ơi. Cái này có hố nha. Nhà của dòng họ của thằng Hiếu là nhà nào có cái chòi là có dòng họ của nó đó. Đây là này, nhậu xong rồi xỉn nằm luôn cái chổng luôn. Trời ơi, ổi nè, ổi quá chừng ổi luôn. Ổi đây ta xảy họ bao lại phải không? Bao, đó, bao lại. Cây tắt ra. Đây cứ ra giường mẻ nó thiếu gì ra giường mẻ à. Đâu tắt rồi cho coi cái coi. Quá trời là ta cây tái chị làm cho một rổ à. Trời ơi cây tắt kìa kìa. Mà bả làm cho một rổ kìa, đó, ghê không? Đây có đám ra bẻ đó nè, củ qua một đầy chân ấy nè. Ở đây dây leo khổ qua nè. Ê khổ qua này, khổ qua nhỏ 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 trái ăn đắng lắm rồi mày. Làm thuốc. Nè có hoa đậu biết mình uống bả đó. Hả? Đậu biết nè. Đậu biết nè, không biết hoa đậu biết không? Bên Mỹ không biết. Hoa đậu biết mà uống nước á. Rồi đã chưa? À xoài nè. Trời ơi, xoài kìa. Quá trời ơi, xoài luôn. Xoài, xoài, xoài sát sát bên hông luôn. Đây nè. Hoa này bán cả 100.000 ký đó. Đó. Ê xoài này, xoài gì hả? Này sợ tưởng. Sợ tưởng hả? Ồ sợ tưởng mà có nè lớn lớn hồi gì mắm mắm ruốc gì đó mày. Mắm đường. Mắm đường mắm ruốc gì đó. Không biết mọi người nghe nghe mình rõ không ta? Làm cầm về làm cầm mê rồi. Mê rồi. Thôi đủ về dưới quê này kiếm bà vợ nữa. Ồ thấy ra có vẻ thanh bình quá. Rồi thôi vô tiệc. Nhập tiệc thôi. Rồi ok thôi. Hôm nay về nhà của Hiếu để mà ăn rắp dỗ của ông ngoại hả? Ông ngoại bông trang, cho nên ra lần đầu tiên về quê ăn dỗ thấy thấy cái gì nó cũng lạ lẫm. Mình là người thành phố mà từ bên kia về thấy cái gì nó cũng là bông, bông bụt nè. Này hàng rào bông bụt, bông này có bông cũng đẹp lắm nè. Thực sự là cũng ấn tượng. Và mình về đây mình thấy cái không khí nó trong lành ha, không có ồn ào. Và ở dưới quê này nó có một cái đặc tính rất là hay, ông bà cha mẹ qua đời thì lại chung chung trong nhà, nghĩa là cái người già mình chung phía sau nhà mình hoặc là bên hông nhà mình, để làm chi, để mình tiện dịp là canh mã canh mồ dọn dẹp cho không có ai quấy phá. Thành ra rộng nước đầy chân à. Rau muống hả? Ồ, rau muống nước này nó mới là ngon đó. Còn bên mình là toàn là rau muống trồng không à. Tự nhiên nước á. Thấy rau muống không? Rau muống là rau muống nước nè, nó mọc tràn lan đại hải luôn. Muốn ăn ra bẻ thôi. Sướng ha. Không có cái gì là phải đi ra chợ chứ. Còn mía nữa kìa. Trời. Mít nè. Trời ơi, cái nhà ở cái xứ này nó xoài gì mày hoài, chỗ đoàn không có xoài mày. Trời có xoài nó kìa. Xoài kìa. Thấy thương không? Trời ở dưới đất luôn kìa. Ồ mẹ ơi. Quá trời luôn. Mà không hề bị ăn trộm nha. Sợ quá trời xài luôn. Đó lý do là tại sao? Là tại vì nhà nào cũng có chứ ăn trộm lắm mẹ vậy trời. Trời ơi xoài kìa. Nó tập nặng kiểu luôn. Nó cứ lè tè khắp ngay vừa tay luôn. Lần đầu tiên về Việt Nam em nói chỗ miền Tây đó là cùng nhà quê cùng thứ ba em mở đúng rồi đúng rồi em mất tuổi rồi gần đây có vẻ nó bóc gần dưới nè, nó bóc đẹp cực kỳ luôn.
rồi rồi chào các anh. Thấy đám bắp đó là quay đã đời luôn đó. Dạ. Bởi vì đám bắp á. Ông này á, ông coi cái kênh Liên Lúa đó, ông này là ba của Liên Lúa. Dạ hả? Ồ, ok. Ở đây miền quê nó hay trồng cái cây bông đèn đẹp. Ở trong mấy cái bàn đang bay. Rồi. Đây là cái nhà cụ của Hiếu đang dọn mâm lên để này. Đây bỏ đây cậu cậu chứ. Đây là cậu. Cái nó biết chui rồi, ý ông nhìn ông đang thèm muốn chui ông coi. Quả chẳng muốn hay đâu, muốn khui nào khui tại vậy. Đây, đây là cái mộc cổ của gia đình để cúng nè. Trời ơi, đúng rồi, món của tao rồi, cá lóc nước chua không? Cá lóc nước chua, tôm, bánh xèo, muối, heo quay. Trời đất ơi, đó, ok, rồi. Quá trời luôn. Ở Cái Bè, Tiền Giang. Ở đây Cái Bè, Tiền Giang. Cái gì vậy? Xã Hòa Khánh hả? Xã Hòa Khánh. Xã Hòa Khánh. Đã ở nhà ông Mỹ Đức Đông. Cái này Mỹ Đức Đông. À, dạ. Ông thấy không? Rồi. Cái nè, ông với ông Bảo Đại nè. Ông Bảo Đại ông làm vua thì tôi không làm vua. Tôi phải làm tướng chứ là vua không được. Nhà này của cậu của Hiếu tên là Quỳnh, anh Tuấn khắc lên luôn được cái cổng nhà luôn, thấy không? Thấy cửa nhà. Quỳnh, Quỳnh Anh Tuấn, đúng rồi, Quỳnh Anh Tuấn về chưa? Ừ, quá trời luôn, ok. Mà hồi nãy anh Đào, hồi nãy gì nghe được không? Nghe được không? Tao tại ra tao không có thấy đường. Có nghe rõ không mọi người? Ở đây là lần đầu tiên mình về quê để mà ăn đám giỗ của miền quê miền Tây, miền miền Tây có chợ đầu mối xe đậu tại đây là xe tấn, cho nên là cái gì thấy nó cũng lạ lắm. Dạ. Bày cầm cái máy tao vô tao đút nhang cho bà chứ phải đút nhang cho ông phải đang like á, tao quên cái hồi nãy tao chưa đút nhang vô đây. Ừ. Cho cái nhang hả? Đây đây, ồ muốn quay đây quay ờ à, đúng nhang cái chợ quên ở đây nè, không thấy có nào chơi ngon như con nhau rồi đây nè, thấy không? Rồi Quỳnh Anh Tấn, đường tỉnh lộ 864 cầu Rầm Cái Thê, thấy không? Ông nói vậy thôi. Ok, bữa nay con là con có đại tướng Lê Tị đó. Rồi. Biết không? Tôi biết. Tại vì ổng theo Diệp Huynh, ổng chịu nổi trốn về, ổng đổi là Hầu Quỳnh. Rồi. Lấy hộ mà mẹ. Ổng là con đại tướng Lê Tị đó. Lê Tị thì với Bảo Đại là anh em á. Đây thì mình bữa nay lay phim quay cái đám giỗ cũng chụp trận, nó không có chỉnh chiếc gì trên trời, mong mọi người thông cảm. Nhưng mà mình lấy làm vui là bởi vì cái khung cảnh của miền quê này thực sự là thanh bình, với lại cái ở đây có sự gọi như là cái xã hội với miền quê họ gắn kết chung cũng. Nhà này với nhà kia khoảng chừng 200-300 mét là họ biết nhau hết trơn, hầu như là ai cũng biết ai chứ hả? Ở quê ai cũng biết ai chứ. Ừ. Thực sự mà từ sáng giờ đi với thằng Hiếu đi kiếm cái nhà nhà tranh kiếm ra nhà lá kêu ra toàn là nhà gạch không, và mình phải ấn tượng là cái điều này là cái cầu đường Trường Trạm ở dưới này rất là tuyệt vời, mình tưởng là đường đất đỏ với lại mình chạy luôn xuống tới cầu Gạch Nẻo quẹo qua bên này lên cao tốc rồi là vô thành phố Mỹ Tho rồi. Cái ông nội đó về ổng là khởi công cầu Gạch Nẻo 2, ông chạy cao tốc cái tài xế làm sao gớt 4 bù lon cái đụng mẹ bánh xe văng, 4 thằng chết hết trơn, chết sạch luôn. Ông là chủ tịch thành phố xuống đứng là rồi, khai trương cầu.
Ủa mẹ cao tốc mới xúc bánh ngay bốn thằng không còn nào hết trơn. Tài xế nữa năm thằng gớt dưới nát xây. Đây là thuộc dạng kiểu miền quê Nam Bộ, nói cái vậy cho đúng đúng hơn ha. Họ rất là hiếu khách, miền quê Nam Bộ, okay. Họ rất là rất là hiếu khách. Rồi thôi stop đi Kim Anh, chuẩn bị. Rồi ok, bây giờ stop đi nhập tiệc á, bây giờ coi như tất cả mọi người đều chờ đợi, ok thì mình tạm dừng tới đây đi. Có cái gì nữa thì mình đi tiếp ha mọi người.